một cái phiên bản đặc biệt của cái ống kính tele 400mm. Các bạn nhìn cái ống kính này có giống cái loại ống kính dành cho máy ảnh Canon đúng không? Thì đây là một cái phiên bản được đặt hàng riêng. Cái ống kính này thì vẫn được làm bằng các cái thấu kính có cái độ trong suốt rất là cao. Cái ống kính này cái khoảng cách lấy nét tốt thì là tầm khoảng 3 4m đến khoảng dưới 100m các bạn ạ. Tùy vào cái kích thước mà các bạn cần quay. Ống này thì các bạn có thể chụp chân dung hoặc là chụp thú cưng đang đi du lịch cũng rất là ok đặc biệt là các bạn mà đi xem concert ấy, là xem ở trong cái điều kiện ánh sáng nó yếu thì cái ống kính này nó cũng rất là rõ nét khi sử dụng thì các bạn gắn vào cam chính và cố gắng dùng tripod cho mình ở đây mình đang sử dụng ở trên tay nên là nó hơi rung các bạn cố gắng sử dụng tripod thì là nó sẽ cho được cái độ ổn định tốt nhất chi tiết sản phẩm này thì các bạn có thể xem ở góc trái màn hình ống kính này thì nó xóa phông mờ mịt luôn các bạn ạ đây là một trong những cái ưu điểm của nó